Trước khi vào video, mình có trách nhiệm phải thông báo rằng là channel hoa này được tài trợ bởi Hoàng Tuấn. Và nếu như bạn nào đang quan tâm thì có thể xem cái đường link Facebook ở dưới phần mô tả, và cũng có thể donate cho mình theo cái đường link ở dưới phần mô tả luôn nha. Và chúng ta trở lại video ngày hôm nay, đó là mình sẽ review channel hoa Yves Saint Laurent Wild Order Perfume. Một channel hoa mà rất nhiều bạn hỏi mình là: anh ơi, channel này có nên mua vào mùa hè hay không? Channel này thì có phù hợp với newbie hay không? Tất cả sẽ được trả lời trong video ngày hôm nay. Chúng ta cùng nhau bắt đầu. Đầu tiên đó là về ngoại hình của chai nước hoa này. Thì đây để mình zoom gần vào các bạn nhé. Các bạn thấy rằng là nó có thiết kế hình hộp chữ nhật. Và ở trên, nửa phần trên nó làm phần khá đen. Đây. Còn ở phần dưới làm trong hơn một chút để các bạn có thể dễ dàng nhìn được cái lượng dui. Sao lại cứ lấy nét ở đâu nhỉ? Đó. Và cái phần nắp này thì được thiết kế hơi sần để dễ cầm, mở. Và trên là có thương hiệu YSL. Cái phần vòi xịt của chai nước hoa này thì cá nhân mình thấy rằng là nó khá là ok, nó không bị kiểu xịt, cái vòi xịt nó bị to như là chai Dior Sauvage. Nên là về cái phần thiết kế thì cái phần này thì mình cầm nó không được hết cả chai nước hoa, tại vì tay mình cũng bé, nên là mấy bạn nam nào tay to thì cầm chai nước hoa này rất là đầm ấy. Về phần mùi hương của Wild Order Perfume này thì khi các bạn xịt cái mùi hương này ra thì các bạn thấy có hai cái nét rất là chính, đó là cái mùi tươi và mùi ngọt. Tươi thì nó ít hơn, còn ngọt sẽ là chủ đạo. Và cái ngọt đây nó đến từ táo. Và nếu như bạn nào đã ngửi qua chai Versace Eros rồi thì bạn thấy là nó sẽ có hai cái điểm khá là tương đồng. Nhưng mà ở đây, ở Wild Order Perfume này thì cái vị ngọt của táo nó không nhiều bằng ở Versace Eros. Và về sau thì các bạn sẽ nhận thấy một chút mùi của cây xô. Nếu như bạn nào chưa biết cây xô thì cây xô hay gọi là kiểu ngải đắng ấy, thì nó có họ hàng với bạc hà, nên là cái cảm giác khi mà các bạn thấy xịt cái mùi hương này ra nó giống với chai nước hoa với giá trị Eros, tại vì ở Eros sẽ là táo bạc hà, ở đây thì là xô và táo, nó cũng có nét giống nhau. Và xô nó mang lại một cái mùi hương có phần hơi ấm, hơi nóng gia vị nhưng vẫn sẽ man mát, chứ nó không phải là như bạc hà. Bạc hà nó sẽ làm mát hẳn. Xuyên suốt toàn bộ mùi hương này sẽ là mùi ngọt của táo này, một chút gia vị man mát của cây xô, và về sau thì sẽ có một chút ngọt của đậu tonka, một cái hổ phách nữa. Thì nó sẽ làm bạn liên tưởng đến cả chai nước hoa rất là quen thuộc, đó chính là Blue de Chanel và chai nước hoa Paco Rabanne Invictus. Thì phải nói rằng luôn là nhà nước hoa này họ thừa nhận là đây là một cái phiên bản nó sẽ lấy cảm hứng từ chai nước hoa Invictus của nhà Paco Rabanne. Nên là nếu như anh em mà đã xịt có chai Paco Rabanne rồi thì anh em thấy rằng cái vị hơi aquatic, hơi ngọt ở Paco Rabanne sẽ có xuất hiện trong chai nước hoa này rất là nhiều. Về tổng thể, Wild Order Perfume lấy ý tưởng từ khá là nhiều chai nước hoa đã nổi tiếng rồi, nên là cái việc các bạn thấy mùi hương này quen thuộc và mùi hương này nịnh mũi nó hoàn toàn là bình thường. Còn về độ bám quả của nó thì em nói lưu trên da mình khoảng tầm 8 tiếng và quả hương khá tốt, khi mà mức trung bình khá, khoảng tầm một cánh tay là mọi người có thể ngửi thấy cái mùi hương này rồi. Và về giá tiền thì em nói cho giá trên thị trường tầm hơn 2 triệu, xét về giá như vậy thì nó cũng ở mức trung bình, rất là dễ tiếp cận cho các bạn nam ở mức đi làm hoặc là gia đình có điều kiện một chút. Về cái phong cách và cái độ tuổi chai nước hoa này thì với mình, em này nó sẽ phù hợp với những bạn nam nó năng động một chút và trẻ trung. Chắc là tầm 20 tuổi đổ ra thôi thì các bạn thể xịt được mùi hương này. Mùi hương này thì nó không quá là sắc nét như chai Dior Sauvage, nó cũng không quá là ngọt để có thể chỉ sử dụng vào những cái thời điểm thích hợp như là Versace Eros, và nó cũng không quá là già như là chai nước hoa Blue de Chanel, và nó cũng không có phần kiểu hơi cũ cũ kiểu Invictus của Paco Rabanne. Là đây là một cái phiên bản cải biến khá là tốt, nên là có thể sử dụng cho khá nhiều độ tuổi và các em mà khác nhau. Nhưng mà mình nghĩ là anh em nào cứ thích cái kiểu mà kiểu hơi thể thao năng động một chút thì mùi hương này xài khá là ok, quần áo sơ mi cũng được, áo phông cũng được, khá là đa dụng. Có một cái duy nhất mà bạn cần cân nhắc về chai nước hoa này, đó chính là về cái thời điểm sử dụng. Mình nghĩ là chai nước hoa này nó mang một cái vai ngọt, và với mình thì nó làm có vẻ hơi gắt một chút, nên là xịt vào mùa xuân này, mùa đông này và mùa thu thì ok, còn nếu mà xịt vào mùa hè là nội nhá, thì có lẽ rằng là nó cũng sẽ hơi mệt trong mũi của bạn và những người xung quanh. Vì thế thì anh em định xịt chai nước hoa này vào mùa hè thì cũng nên cân nhắc thật kỹ. Và với những phiên bản của Wild này thì chúng ta nên lựa chọn chai nào? Thì với mình, Wild Order Perfume là một cái mùi hương tốt nhất về cái
mức độ là mùi cho đến cái độ bám tỏa. Và còn phiên bản EDT thì nó đã được chê khá nhiều bởi cái mùi hương và cái độ bám tỏa nó kém hơn rất là nhiều so với phiên bản EDP. Còn một cái phiên bản nữa là phiên bản Light, thì với mình thấy rằng là cái phiên bản đó thì nếu như bạn nào không thích cái nốt ngọt của táo trong này quá nhiều và các bạn thích mùi hương nó giao thoa giữa hai phiên bản EDT, EDP thì các bạn có thể lựa chọn phiên bản Light, cũng là một cái phiên bản khá tốt, mình đánh giá khá cao nếu như các bạn xịt vào mùa hè. Thì em này có thể xịt được mùa đông này, thu này, xuân này, còn phiên bản Light các bạn thể dùng vào mùa hè. Và chốt lại có nên mua White Order Perfume này vào năm 2021 hay không, thì với mình đây là một chai nước hoa ra mắt vào 2018. Nó là một cái chai nước hoa mà lấy gọi là những cái điều tốt nhất, những cái gì tốt nhất từ những chai nước hoa nổi tiếng Eros này, rồi Dior Sauvage, Blue de Chanel hay là Paco Rabanne Invictus này. Thì đây là một cái mùi hương mà các bạn newbie, nếu như các bạn cần một cái mùi hương đơn giản, có thể sử dụng tốt này và bám tỏa tốt này, thì White Order Perfume là một cái lựa chọn cũng khá là tốt trong một cái biển rừng những chai nước hoa quốc dân mà các bạn sử dụng hàng. Thì White Order Perfume cũng là một chai nước hoa khá là ok. Còn nếu là mình thì mình sẽ không mua em nó, tại vì mình không thích một thứ chung chung, một thứ mà góp nhặt những cái điều tốt nhưng mà khi mà làm ra thì nó lại không như mong chờ của mình. Thà là mình lấy một cái nét rất là riêng từ ban đầu thì mình sẽ thích hơn, như là Dior Sauvage bởi cái nét gai góc, rồi Blue de Chanel bởi cái sự trưởng thành vững chãi, hay là Eros bởi cái anh chàng có phần hơi chơi. Ở đây thì kiểu nó tổng hòa tất cả nên là nó cũng mang đến một cái nét đa dụng, nhưng mà chắc chắn là nó cũng sẽ không được có cái nét riêng, có màu riêng nữa. Thế là với mình thì mình sẽ không mua White Order Perfume. Và quan điểm của bạn thế nào thì các bạn hãy bình luận ở bên dưới, và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.